Chào tất cả các bạn Đây là video thứ tư của một loạt video về trùng đế giày Paramecium Trong 3 video trước, ta đã xem cách con vật ăn uống, bài tiết, sinh sản và phản ứng với môi trường Video thứ tư này sẽ là một video ngắn cập nhật thêm một số hình ảnh về cách thức con vật bài tiết mà cụ thể hơn là đi nặng Và cho các bạn thấy một số con trùng đế giày bị đột biến Trùng đế giày thải nước ra ngoài nhờ không bào, co bóp và các kênh tỏa tròn như ta đã xem ở video thứ nhất về trùng đế giày để đi nặng chúng cũng nhờ tới một cơ chế tương tự Sau rất nhiều giờ quan sát Cuối cùng tôi cũng tình cờ quay được cảnh đi nặng của con vật này Con trùng đế dày này sống trong môi trường nhiều tạo Nên nó ăn đầy tạo đơn bào vào người Điều này khiến cho quá trình đi nặng của nó dễ quan sát hơn Bây giờ mình sẽ xem một số con trùng đế giày bị đột biến. Như đã nói ở video thứ ba về sinh sản và cái chết, khi phân chia nhân lớn của con vật chia đôi vật chất di truyền cho hai tế bào con mà không sao chép trước khi phân chia. Vì lý do này, trùng đế dày khá dễ bị đột biến. Sau đây là một vài cá thể đột biến tôi quan sát được. Tôi đã nuôi chúng được khoảng 2 tháng mà không thay đổi bình rồi. Con trùng đế giày này có một phần nhô ra trông như vây cá mập. Các hoạt động di chuyển, kiếm ăn và bài tiết của nó trông rất bình thường cái phần nhô ra hình như nằm đúng chỗ rãnh miệng. đây là hình ảnh dưới kính hiển vi phản pha nên mọi thứ có màu tối hơn. ở đây tôi cũng tình cờ quay được cảnh đi nặng một con vật. các bạn thấy là đấy đi nặng con vật cũng phải nhờ vào một túi không bào tương tự như khi nó đi nhẹ. nhưng có lẽ nó đi nặng với tần suất thấp hơn nhiều nên tôi không mấy khi quay được. đây là một con trùng đế giày khác với không bào to khổng lồ và một khối hình cầu lồi ra có lẽ chứa đầy tế bào chất mẫu này vừa được lấy từ bình nuôi ra và con vật vẫn di chuyển rất nhanh chứ không có vẻ gì là sắp chết cả Đây là một con khác với khuyết tật tương tự. Nó có nhiều khối cầu phồng ra từ thân. Nó vẫn di chuyển rất nhanh. Tôi đoán có lẽ sau hai tháng sống trong môi trường nước tù động, quân thể trùng đế dày bắt đầu sinh ra các cơ thể đột biến vốn gen của một quần thể nên được đổi mới thường xuyên để tránh tích lũy các đột biến có hại, gây ra khuyết tật cho thế hệ sau. Video thứ tư này về trùng đế giải đến đây là hết. Mời các bạn đón xem các video sau.